Việt Nam mà gửi về như vậy. Nhưng mà điều quan trọng nhất là Thanh ông với các bạn ở bên này nếu mà không có đề cập với Thanh thì làm sao mà các bạn biết tới mà gửi. Thanh cũng vô cùng cảm ơn các bạn Thanh ông và Kim Hoa, Diệu Hiền và Kim Hoa, Kim Đàn. Thanh ông nữa, Thanh không bao giờ quên ơn các bạn đâu. Rồi Thanh cảm ơn các bạn ở nước ngoài nữa. Thanh không bao giờ dùng những cái đồng tiền này vào những việc xa xỉ, Thanh sẽ tiết kiệm để đền đáp bộ công lao của các bạn. Thanh sẽ nguyện sống cho gia, sống cho xứng đáng là con cháu hai bà. Hay quá.